Xin thưa chị thân mến, là hiện nay đoàn là chúng ta đến với nhà hàng để dùng bữa trưa ngày hôm nay. Và trưa ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có 4 mâm ạ. Đó. Và nhà mình ăn trưa xong rồi thì chúng ta cũng sẽ lên xe. Đúng 11 rưỡi ăn là đúng 11 rưỡi đúng không ạ? Chạy giờ cũng thế nhỉ? Căn giờ rất là chuẩn. À không ạ, đó là hai con nhưng mà chung đấy ạ. Hôm qua mình ăn ở bên phía tay trái, hôm nay mình ăn bên phía tay phải. Tức là bên tả hữu là phải ăn hết phải không?